Nếu không có khổ đau, biết đâu là hạnh phúc. Nhờ mộng mị hôm nào, ta tìm về tỉnh thức. Thầy Minh Niệm cũng đã từng ngạo mạn và trời cũng đã giáng cho một cú xì khói. Nằm bẹp nhiều năm trời trong cơn trầm cảm, để rồi nhờ cái thất bại toàn tập đó, thất bại trên con đường tu luyện, nhờ đau khổ ê chề mà quyết một lần sinh tử để tìm một con đường thoát. Phải tu cho đàng hoàng tử tế, tu cho có phẩm chất, tu cho ra hồn, tu cho có hạnh phúc mỗi ngày. Nhờ đó mà mới bắt đầu hành thiền, rồi bắt đầu chữa lành, rồi sau này chia sẻ tất cả những kinh nghiệm đó cho mọi người. Nhờ đi qua khổ đau mà có kinh nghiệm đối ứng với khổ đau. Chẳng lẽ mình cứ chìm đắm trong nỗi khổ niềm đau này hoài sao? Chẳng lẽ mình cứ tiếp tục như là hành trình phía trước? Trong quá khứ mình đã từng sống bạc mạng, mình đã từng sống không có nhiều phẩm chất mãi sao? Hành trình đời người quá ngắn mà, làm sao ai biết được là mình đến cuộc đời này sẽ sống được bao lâu, mà giờ này mình vẫn còn hoang phí thời gian cho những thứ vô bổ, không cần thiết, cho những vết thương nó đã đi qua từ rất lâu rồi. Có nên bước ra để chào đón, để kết nối trở lại với sự sống không? Lòng cũng chợt thấy bồi hồi. Cũng đã từ lâu lắm rồi, trong khu vườn yên tĩnh mỗi bình minh. Tức là mình đã bỏ qua rất nhiều cơ hội để thức dậy mỗi sáng sớm, để chào đón một ngày nắng lên, để biết rằng mình có 24 giờ để sống, để mình có thể sống một cách trọn vẹn nhất. Và những cành hoa đào đứng phơi mình vững chãi trong giá rét với niềm tin. Nếu không có mùa đông thì hoa đào sẽ không thể tỏa ngát hương trong nắng ấm. Nếu không có mùa đông thì hoa đào không đủ sức làm cho mùa xuân thêm tươi thắm. Và nếu khổ đau không đến kịp bây giờ thì hạnh phúc cũng sẽ tình cờ như mọi ngày lặng lẽ ra đi. Rồi tới một lúc nào đó, trải nghiệm nhiều năm trong cuộc đời, chúng ta lại bắt đầu nhận ra một cái thứ khủng khiếp nữa. Đó là cảm ơn khổ đau. Tại vì nếu không có khổ đau thì mình không có ngồi ở đây gặp thầy Minh Niệm. Tôi không có ý là vơ hết cả nắm là quý vị ai cũng khổ đau mà ngồi ở đây. Nhưng mà chắc là mình cũng đã từng khổ đau. Và mình đã đi tìm những con đường thoát khổ. Mình đến với Đạo Phật. Mình đến với các chùa. Mình đến với các truyền thống thực tập để tìm một con đường vượt thoát khổ đau. Cho nên trong cuốn Hiểu Về Trái Tim, tôi có ghi 4 câu trong cái chương đầu tiên, đó là nếu không có khổ đau, biết đâu là hạnh phúc. Rồi gì nữa? Đúng rồi. Cảm ơn quý vị vẫn còn thuộc bài. Nhờ mộng mị hôm nào, ta tìm về tỉnh thức. Tôi dựa trên kinh nghiệm bản thân. Tại vì nếu mà song thân tôi không có qua đời trong một cái biến cố lớn như vậy thì chắc tôi cũng còn lang thang ở đâu đó. Mặc dù tu nhưng mà cũng lang thang, chưa quyết liệt quay vào bên trong, chưa có chịu tu cắt của kiệu đâu. Hết chỗ bám rồi, hết đường chạy rồi, thì phải chạy vào bên trong thôi. Tôi lại thích một cái câu khác của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, đó là con đường thoát khổ chính là con đường quay vào. Trời ơi, mình đã muốn chạy ra rồi mà ông còn bị quay vào nữa. Không, quay vào bên trong. Vì nhớ câu này nha. Con đường thoát khổ đau với người kia, với hoàn cảnh, chính là con đường quay vào nội tâm. Tại vì quay vào nội tâm để làm con người mình nó lớn hơn, dung lượng trái tim rộng lớn hơn để chấp nhận cái chuyện đó, để xử lý chuyện đó một cách khôn ngoan, tỉnh táo nhất. Mà nhiều khi đâu cần xử lý gì đâu. Như đã nói là khi mà mình đã mạnh mẽ, dung lượng trái tim đã đủ lớn rồi thì hắn cứ như vậy đi, mình vẫn chấp nhận được.
Và chúng ta còn nhận ra được một thứ nữa là khổ đau á, nó phải có mặt, nó phải có để làm chúng ta phải dừng lại chứ. Chúng thôi chúng ta cứ cơn cơn cái mặt xin, cứ phải kiêu ngạo, tự hào, tự đắc. Bản chất đời sống là vậy. Khổ đau với hạnh phúc luôn đi chung với nhau, không thể tách rời được. Mình muốn có hạnh phúc thì mình phải chấp nhận trải qua rất nhiều khó khăn và kể cả đau khổ mình mới có hạnh phúc được. Thì tình yêu cũng không phải là ngoại lệ. Nếu mình muốn hưởng những cái cảm xúc tuyệt vời nhất trong tình yêu, những giá trị mà tình yêu mang lại, thì mình cũng phải học cách chấp nhận những cái hệ lụy kèm theo. Tuy nhiên là con người mình rất là hay, con người mình có thể thay đổi được. Và mọi thứ cũng thay đổi được, bên kia cũng có thể thay đổi được. Cho nên mình tin vào cái giá trị của impermanence. Mọi thứ đều có thể thay đổi từ tiêu cực trở thành tích cực. Rồi mình sẽ mỗi ngày rộng lớn hơn, người kia sẽ trở nên tốt đẹp và dễ thương hơn. Rồi chắc chắn sẽ tới một lúc nào đó hai bên sẽ cùng nhìn về một hướng, cùng đồng điệu được với nhau. Nếu không có những ngày tháng nằm rã rời vô hồn trên giường bệnh, làm sao ta biết được rằng nói, cười, đi, đứng là diễm phúc thần tiên? Nếu không có những ngày dầm mình trong mưa bão triền miên, làm sao ta biết được hơ tay bên bếp lửa nhà, lòng sẽ ngập tràn ấm áp? Nếu không có những ngày tháng chia lìa, không thể gọi tên nhau mỗi khi thức giấc, làm sao ta biết được lòng mình sẽ đông đầy thương nhớ và hạnh phúc khi có nhau? Những ngày tháng qua quay cuồng trong hành trình đầy biến động thương đau, có lúc tưởng chừng như mặt trời sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa. Ta đã ném vào nhau những cái nhìn đầy hoang mang vì lòng không điểm tựa. Bao năm qua đã được gì, sao bây giờ bỗng mịt mờ, không thể tính nổi chuyện ngày mai. Những ngày tháng qua, ta và cuộc đời bỗng bị tách ra làm hai. Những ngón tay không thể chạm vào nhau, những cái nhìn cũng phải cần khoảng cách. Ta cứ nằm co như con tôm, nghe tiếng đồng hồ quay đều đều với thanh âm diệu kỳ tích tắc. Lòng chợt thấy bồi hồi, cũng đã từ lâu lắm rồi, trong khu vườn yên tĩnh mỗi bình minh. Những cành hoa đào đứng phơi mình vững chãi trong giá rét với niềm tin. Nếu không có mùa đông thì hoa đào sẽ không thể tỏa ngát hương trong nắng ấm. Nếu không có mùa đông thì hoa đào sẽ không đủ sức làm cho mùa xuân thêm tươi thắm. Nếu khổ đau không đến kịp bây giờ thì hạnh phúc cũng sẽ tình cờ như mọi ngày lặng lẽ ra đi. Bạn là một người đã từng có hạnh phúc mà bạn không biết giữ gìn, phải chờ khổ đau đến gõ cửa, ập vào trong căn nhà của bạn, ập vào trong cuộc đời của bạn, thì bạn mới thảng thốt nhận ra rằng mình đã từng có những điều kiện hạnh phúc mà không biết giữ gìn. Cho nên khổ đau đến đây để nhắc cho bạn nhớ rằng bạn đã từng bỏ rơi những điều kiện hạnh phúc của mình. Và nếu bạn cứ tiếp tục như vậy nữa thì hạnh phúc sẽ tiếp tục như mỗi ngày lặng lẽ ra đi. Mình phản ứng thì mình cứ phản ứng, vì mình thiếu luyện tập, vì mình thiếu sáng suốt, mình thiếu trí tuệ. Mình sống trong một cái nhận thức mê lầm rằng mọi thứ phải diễn ra đúng với ý của mình. Cho nên khi mọi thứ diễn ra trái ý mình thì mình đã chống lại, mình không chấp nhận. Đức Phật nói rằng bản thân của những biến động xảy ra, của những điều bất như ý, nó không tạo ra đau khổ,
Vì có người cũng đón nhận những điều bất như ý đó mà họ không phản ứng như mình, họ không đau khổ. Chỉ khi nào chúng ta không thể chấp nhận, không muốn chấp nhận, chúng ta phản ứng, chúng ta chống trả, chúng ta loại trừ mà chúng ta không thể làm được, thì đau khổ mới xuất hiện. Đau khổ nó thuộc về bên trong. Cách chúng ta ứng xử, ngưng đau khổ để tôi trở về với bến bờ hạnh phúc. Và khi nào tôi rảnh tôi sẽ đau khổ tiếp. Khi nào mà tôi hưởng những điều kiện hạnh phúc đã đời chán chê rồi đó, thì tôi sẽ trở về tôi đau khổ tiếp. Hoặc nói ngược lại là khi nào mà tôi đau khổ chán chê rồi, tôi sẽ quay về với bến bờ hạnh phúc, vì tôi biết rằng những điều kiện hạnh phúc vẫn còn đó. Cái điều này cũng hay lắm. Bạn cứ đau khổ cũng được, vì có những điều bất như ý, có những biến động, có những mất mát tổn thương lớn quá, nhất thời bạn không thể thoát khỏi đó đâu. Bạn sẽ tập trung toàn lực để xoay quanh, để mân mê, mân mê đau khổ mà không muốn thoát ra. Nhưng mà bạn hãy nhớ rằng là khi nào bạn cần thoát thì bạn hãy thoát nhé. Khổ đau đôi khi là một tiếng chuông cảnh báo để chúng ta giật mình nhận ra rằng mình đã từng có những điều kiện hạnh phúc mà mình đã bỏ quên. Và trong hiện tại mình cũng còn đang có rất nhiều điều kiện hạnh phúc. Hãy quay về trân quý đi, để rồi ngày mai biết đâu giông bão lại ập đến một lần hay là nhiều lần nữa, để rồi mình không phải hối tiếc vì mình đã chưa từng sống một cách trọn vẹn. Cho nên khi đã quán chiếu về khổ đau, nhìn sâu vào trong lòng khổ đau, trực diện với khổ đau, thì chúng ta biết rằng khổ đau là một phần tất yếu của cuộc sống. Không ai mà không đi qua khổ đau trong cuộc đời này cả. Chỉ có điều là chúng ta đã học được gì, thấy được thông điệp gì từ cái khổ đau đó. Chỉ có điều là chúng ta đã nhìn sâu vào trong lòng khổ đau chưa, để thấy bản chất của khổ đau, để rồi sớm thoát ra hay là bị chết chìm ở trong đó. Và khi chúng ta trên hành trình bước ra khổ đau, chúng ta mới bắt đầu xúc động cảm ơn khổ đau. Nhờ khổ đau mà tôi mới chịu quay về để trân quý sự sống. Nhờ khổ đau mà bản ngã tôi nó bớt điên cuồng ngạo mạn, coi người khác không ra gì, để rồi trời giáng cho một cú tan tành theo mây khói. Mọi thứ tan tành theo mây khói, tôi cũng tan tành theo mây khói. Thì tôi mới bắt đầu biết yêu quý mọi người, biết cần tình người, cần cuộc đời này biết là bao.